đường hết trong biển. Có ô tô mới xuống à? À không phải. Đang xem à. Ủa nhắm chưa cái này? Không có định rồi. Cái này mà 400 à? 450 ạ. Ảnh hưởng gì đâu. Xe mình kia. Để xe đây không sao gì. Không sao. Có người trong ở đây đây. Xe mà ngã bà đi đâu tao biết bà xe đi xếp chào xếp cái này em theo được không? Cái này bao nhiêu tiền? 450 à? Này em ơi xem cái này được không? Mỗi người xem một luôn, ai kết hợp với nào gọi nhau thế.
hả? Lấy à? Đi lấy rồi. Ba trăm hai nhá. Đi lên đấy, lúc nào khó thì khó đi chậm thì đi chậm hát thôi. Đấy đi kia này tầm này là được không? Cứ đi đi. Tiếng mà ra cái đi đi đi. Theo quý vị các bạn, đây là chợ hoa huyện Phú Xuyên, trung tâm hành chính của huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. Ngoài rất nhiều đào quất người mua xin mua cả mẹ cùng nhà nhà. Đây là bà con trồng hoa là rất vất vả, nhưng mà cuối năm sức mua lại hơi chậm. Bà con nghỉ ngơi nên là có thời gian đi sắm sửa và mua hoa Tết để về đón xuân, nên là sức mua buổi chiều càng ngày có vẻ càng đông người.